Thưa quý vị, ngày 14 tháng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để có quy hoạch cụ thể về đấu giá đất, tránh tình trạng doanh nghiệp bỏ cọc sau khi đấu giá. Trong năm 2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức đấu giá 7 khu đất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc với tổng diện tích trên 228 hectare, dự kiến thu về 12.300 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 2, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu đấu giá khu đất có diện tích 2,8 ha tại phường 1 và khu đất 4,1 ha tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Hai khu đất này dự kiến thu về cho ngân sách 4.000 tỷ đồng. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lê Anh Tú cho biết, để tránh tình trạng doanh nghiệp bỏ cọc sau khi chúng đấu giá, Sở đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh có quy định cụ thể từng lô đất đấu giá. Theo ông Lê Anh Tú, trong phương án đấu giá thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu đưa ra phương án đảm bảo khắc phục những hạn chế vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc một số nơi và thậm chí cũng có xảy ra ở Bà Rịa Vũng Tàu. Để công tác đấu giá đất tới đây đảm bảo quy định của pháp luật tính khả thi và khi doanh nghiệp nào chúng đấu giá sẽ thực hiện đúng quy định và triển khai liền dự án. Vấn đề này sẽ tùy thuộc vào khu đất cụ thể để tìm phương án cho phù hợp.